Thưa quý vị, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tối ngày hôm qua tại quán karaoke Luxury 2 tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình khiến cho 8 người thương vong. Và hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Tuy nhiên chưa có thêm thông tin vì nghi phạm đã tự đâm vào ngực bị thương nặng nên không thể cung cấp lời khai. Tối ngày 21 tháng 2, một nhóm người gồm 7 nam 7 nữ di chuyển từ Hà Nội vào thuê phòng hát tại quán karaoke Luxury 2, trong đó có Nguyễn Công Dũng sinh năm 1979 ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Khi cả nhóm đang hát, Dũng xuống gặp Lễ Tân mượn một con dao rồi quay lại đâm chém khiến 3 người gồm 2 nữ 1 nam. Dũng bị nghi là ngáo đá đã tấn công nhiều người bị thương trước khi tự đâm dao vào ngực mình. Hiện tại Dũng và các nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai của Nguyễn Công Dũng do người này bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Những người không bị Dũng tấn công cũng bị sốc nặng, chưa thể khai báo chi tiết. Nhưng bước đầu, họ trình bày không biết lý do hung thủ ra tay sát hại mọi người. Vụ việc đang được tiếp tục được lực lượng công an điều tra làm rõ. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường để phối hợp khám nghiệm và tổ chức điều tra. Cùng với đó thì Thượng tá Bùi Văn Triều, trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp thụ lý và điều tra. Về thông tin nghi phạm bị ngáo đá, Thượng tá Triều cho rằng chưa có chứng cứ xác định. Tuy nhiên thời điểm tiếp cận lấy lời khai những người còn lại, họ đều nói là đang hát và không mâu thuẫn gì. Không hiểu vì sao mà nghi phạm lại ra ngoài lấy dao. Ngày 21 tháng 2, 5 đối tượng gồm Lê Minh Điện, Huỳnh Hoàng Tuấn, Lê Hoàng Bửu, Nguyễn Thanh Hồng, Đào Văn Thanh, độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi, cùng trú ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị Công an huyện An Phú khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối 31 tháng 1, Lê Minh Điện được người quen ở Campuchia thuê cảnh giới và canh đường cho phương tiện chở hàng lậu vào thành phố Châu Đốc với tiền công 500.000 đồng. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 2, khi hai người buôn lậu Campuchia đưa số hàng hóa nhập lậu trên đến tuyến sông Châu Đốc thuộc huyện An Phú, thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phát hiện và ra hiệu lệnh kiểm tra. Các đối tượng ngoại quốc bỏ chạy để lại phương tiện cùng hàng hóa. Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt, thì Điện đã liên hệ 4 người khác giúp đỡ để giật lại số hàng hóa trên. Sau đó, cả nhóm điều khiển xuồng đuổi theo lực lượng chức năng rồi đâm vào phương tiện chở hàng đang bị tạm giữ và chống trả lại lực lượng chức năng, giật lấy hàng. Đồng thời, các đối tượng còn khống chế, xô đẩy một chiến sĩ công an ngã xuống sông rồi bỏ trốn. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 16 tháng 2, các đối tượng đã ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng công dân từ Hải Dương sang Hải Phòng và ngược lại còn khá lớn, tập trung vào thời điểm sáng sớm hàng ngày nên các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của thành phố và của các huyện vẫn không thể kiểm soát hết. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16 tháng 2 đến nay đang sống tại Hải Phòng mà không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật. Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu, chứa chấp công dân nêu trên sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính mức cao nhất đối với các tổ chức cá nhân cố tình che giấu, chứa chấp các công dân nêu trên. Tại Nghệ An, do không thuộc bài cũ và không làm bài tập, nhiều học sinh lớp 9 ở trường trung học cơ sở thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp đã bị thầy giáo dạy bộ môn hóa bắt xếp hàng trên bục giảng và tát vào mặt và vùng đầu. Sự việc xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận rất bất bình. Trong đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thùy Linh gửi cơ quan chức năng, bà Linh cho biết sau khi bị thầy giáo đánh, em Nguyễn Quang Hùng hiện đang học lớp 9A3, con trai của chị bị hoảng loạn, hoa mắt, chóng mặt, không dám đi học. Sau khi tiếp nhận đơn thư, nhà trường đã vào cuộc xác minh. Và theo ông Ngô Đức Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Quỳ Hợp khẳng định có sự việc này xảy ra. Ngày 31, vào tiết 2, tiết hỏa của lớp 9A3 thì có sự việc là thầy giáo Nguyễn Thị Bình dạy bộ môn hóa là có tát em Nguyễn Quang Hùng tại lớp học. Thì lúc đó là do em Hùng là thầy Bình có gọi em Hùng lên để kiểm tra bài cũ thì thấy là em không thuộc bài và không ghi chép bài. Vậy cái số lượng thì ngay đó là số lượng thầy Hùng tát và thầy Bình tát em Hùng bao nhiêu cái và bao nhiêu học sinh bị tát trong ngay đó này. Theo điều tra của nhà trường thì ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì thầy Bình chỉ tát em Hùng một cái tại lớp học và chỉ tát em Hùng đó.
Tìm hiểu qua một số em học sinh học cùng lớp 9A3 với em Nguyễn Quang Hùng, các em này cũng cho rằng sự việc xảy ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 là có thật và chính thầy Bình là người đã tát vào mặt em Hùng nhiều lần và một số học sinh khác trong tiết học môn hóa. Về phía thầy Bình, thầy giáo này thừa nhận việc có tát vào mặt em Hùng. Tuy nhiên, ngày hôm đó, thầy có phạt thêm 3 em khác đứng trên bục giảng, chứ không có việc thầy tát một lúc nhiều tát vào mặt của nhiều học sinh. Dạ, cũng không có, không, cháu cũng biết cụ thể nhưng mà không phải là, nói chung là trên 10 cái. Thì hôm đó thì có nhiều bạn bị tát không? Dạ, cũng hơn 10 bạn ạ. Là đa số là không trả lời được câu hỏi và không làm bài tập. Cháu có đóng được không? Dạ có. Thứ ba cháu đó em đem cho xếp hàng trên bảng đó, đó là gọi là cảnh cáo, hình thức cảnh cáo của mình thì thôi. Rồi sau đó thì cũng mấy phút là mình cho các cháu xuống, chứ cũng không có vấn đề gì cả vì những cháu đó cũng ngoan. Tức là cháu đó cũng thuộc bị cử thôi nhưng mà cháu cũng ngoan, không có vấn đề gì cả. Và trả các cháu vì xuống đó là gọi là cảnh cáo 5 phút trên bảng rồi xuống chứ không có vấn đề gì. 4 cháu. Cả em Hùng là 4 cháu. Để làm rõ những thông tin liên quan đến sự việc, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp. Tuy nhiên, cả hai cơ quan này cũng khẳng định là đã xác minh và xử lý theo đơn thư tố cáo. Trong cái luồng thông tin này thì thực tế thì phụ huynh của Nguyễn, phụ huynh của em Hùng ấy, thì cũng có đơn nhưng mà cũng không nói, chỉ có nói tát em Hùng thôi chứ không nói bán cái tát. Và thực tế của nhà trường thì cũng không báo cáo cụ thể cái việc này, nhà trường cũng có đánh học sinh trong cái đơn tố cáo như vậy thôi. Chứ theo cái mà của dư luận xã hội ấy, thì mình tiếp tục như vậy là ngoài cái chức năng mình thì tiếp tục điều tra, nếu như có đơn hoặc là có các cái đơn thứ gửi đến huyện thì huyện sẽ tiếp tục để điều tra và xử lý theo quy định đấy. Cứ mỗi dịp Tết đến, tệ nạn cờ bạc lại diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Tại tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an Khánh Hòa đã liên tiếp phát hiện, triệt phá và xử lý nhiều tụ điểm cờ bạc dưới nhiều hình thức. Không khó để bắt gặp hình ảnh này ở nhiều nơi trong mỗi dịp Tết. Cờ bạc trong dịp Tết được nhiều người cho là một thú vui để thử vận đỏ đen trong những ngày đầu năm mới. Còn đây là hiện tượng một vụ đánh bạc vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt xóa vào những ngày giáp Tết. Để trốn tránh cơ quan chức năng, các đối tượng đã chọn địa điểm nằm sâu trong rừng, thường hoạt động vào ban đêm, bố trí người đưa đón các con bạc, cảnh giới nghiêm ngặt. Thì các hoạt động cờ bạc thì thường tổ chức trộm cắp, kể cả các khu dân cư, khu đô thị, cũng như là các vùng nông thôn, địa bàn xa xôi, hẻo lánh. Thì các loại hình cờ bạc thì nó cũng gây rất phức tạp trong cuộc sống của đời sống của nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Điển hình vào ngày 22 tháng 1, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 13 điểm game bắn cá tại thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh do đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, trú tại thành phố Nha Trang làm chủ, cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bắn cá và ghi lô đề cho khách. Qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 1 tỷ đồng, một súng ngắn, 45 điện thoại di động cùng tài liệu có liên quan. Ngày 30 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do đối tượng Lê Cao Thông, trú tại thành phố Nha Trang cầm đầu. Qua khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 190 triệu đồng, 126 xe máy các loại cùng nhiều tang vật chứng minh hoạt động phạm tội. Tình hình hiện nay, nhất là từ cái dịch bệnh Covid đang diễn biến cũng khá phức tạp. Việc tổ chức đánh bạc cũng đang là một nguồn để cái lây nhiễm cái dịch bệnh trong cộng đồng. Hai nữa là tệ nạn cờ bạc luôn luôn là có những hệ lụy rất lớn cho xã hội, nó gây ra tình trạng là mất sức lao động, mất thời gian, mất tiền bạc, gây ra những mâu thuẫn gia đình, gây ra cái bạo lực gia đình. Ngoài công tác đấu tranh xử lý tệ nạn cờ bạc của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, có ý thức đấu tranh tố giác tội phạm cờ bạc. Có như vậy, tệ nạn cờ bạc mới không có cơ hội để hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải cho biết năm 2021 là năm quyết định trong việc thi công, hoàn thành và giải ngân số vốn 7.000 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp một số vị trí trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi hoàn thành, tốc độ tàu khách tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ tăng lên bình quân trên 80 km/h,
tăng năng lực thông qua từ 18 lên 23 hoặc 25 đôi tàu một ngày đêm. Theo đó, 4 dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội Vinh. Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang Sài Gòn. Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh Nha Trang. Và thời hạn hoàn thành dự án là hết năm 2021. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 dự án này có quy mô rất lớn với lượng xây dựng mới cải tạo trên 100 cầu yếu, cải tạo nâng cấp khoảng 30 nhà ga, mở mới 7 ga, cải tạo nâng cấp hơn 200 km đường sắt, gia cố vỏ hầm kết hợp thay thế kiến trúc tầng trên khoảng 10 hầm yếu trên tuyến. Do đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà thầu cần huy động nhân lực, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn chạy tàu và an toàn lao động trong quá trình thi công, tư vấn giám sát, kiểm soát chặt chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thi công của các nhà thầu.